Em không muốn gặp con gái sao? Gặp con thì ai mà không muốn. Nhưng còn nhà cửa ruộng đồng, còn heo còn tầm, còn thằng Tuấn nữa chứ. Nói thiệt nghe, tôi không thể không hỏi ý kiến của con Thủy. Chuyện hạnh phúc của nó đâu có giỡn được. Nè, tôi tỉnh lên để vô gặp nó. Ủa, sao không có ai vậy? Mọi khi con Thủy ngồi làm việc ở đây mà. Thôi, ta chờ ở kia. Chắc nó và mọi người chạy quanh đâu đó thôi. Sao lại ở đây? Tôi lên thăm con Thủy. Hai người lên khi nào vậy? Tụi tôi vừa mới đến. Anh có đưa cô Trang lên cùng không? Cô ấy bận việc lâm trường nên tôi đi một mình. Hai người ngồi chơi, tôi lên mời cô Phượng xuống nghe. Đứng lại. Anh Kim, nghe tôi hỏi đã. Anh đã nói dối tụi tôi phải không? Em hỏi gì kỳ vậy? Anh có hoạt động tình báo giỏi đến mức được phong anh hùng, cũng không qua được mắt người thân. Anh nói thật đi, có phải anh và cô Trang giả đến với nhau để tôi và anh Thới được sống thanh thản không? Anh nói đi chứ. Em và Thới ráng hiểu. Có một người khác cần trai hơn tôi. Người đó là ai vậy? Thủ trưởng cả tôi và Trang. Anh ấy không có vợ con, lại chẳng còn lấy một người thân nào nữa. Kể tiếp nghe coi. Dạ. Con đã đưa nó lên con suối Thiên khi trời tối để trừng phạt. Con định bắt nó trở thành một thằng câm và một kẻ vô sinh vì tội cưỡng bức em Hà. Rồi sao nữa? Chuyện thằng Quý đó. Con lừa nó đi xuống suối. Khi nó sắp lội xuống nước, em con đã đuổi theo. Em con đã tha cho hắn. Cái gì? Sao lại tha? Sau khi làm cái chuyện đốn mạng, thằng Quý đã quỳ trước mặt em Hà mà nói rằng vì Hà không đáp lại tình yêu đơn phương của hắn nên buộc phải làm thế để Hà đồng ý làm vợ. Trời ơi, con Hà tin thằng Quý yêu nó thật sao? Dạ. Em Hà cho rằng thằng Quý khốn nạn vì yêu nên đã tha cho hắn. Trời, còn với chả cái ngày thời đến thế là cùng. Thì có má của My đó mới biết được tâm địa của người khác. Bà ấy nói thằng Quý đang nhăm nhe gia sản Nguyên Hà. Nếu ba má thấy cần phải trừng phạt thằng Quý thì con sẽ thu xếp, không để em Hà biết. Trước hết bà phải trừng phạt con mới đúng. Bà sẽ hỏi tội con sao? Bây giờ thằng Quý ở đâu? Có thể là ân hận vì chuyện đã gây ra nên nó cứ theo riết em Hà, làm lũi như một thằng câm. Vậy mà My để cho em gái My về quê một mình à? My không sợ thằng khốn đó nó hại đời em gái My một lần nữa sao? Không đâu ba. Bữa qua con có gọi về cho Hà, Hà kể rằng về đến quê nó gặp anh Thắng ở bến đá Giáng La. Hà đã kể cho Thắng nghe tất cả mọi chuyện. Anh đã yêu Hà nhà mình và đuổi thằng Quý đi mất dạng. My nói thằng Thắng yêu con Hà à? Thằng Thắng yêu con Thủy kia mà. Con cũng chẳng rõ chuyện của họ như thế nào, nhưng cách đây một tiếng đồng hồ em Hà có gọi điện cho con
Nó nói là nó với anh Thắng đang trên đường lên Tây Nguyên để gặp Thủy và thưa chuyện với ba má. Bây giờ bà tính sao? Chuyện của thằng Quý và chuyện của em Hà. Còn chuyện thằng Quý thì vì con Hà nó muốn như vậy mà. Còn chuyện thằng Thắng với nó mới thiệt là khó. Biết chuyện của con Hà mà nó vẫn yêu thương thì thằng Thắng thiệt là tốt. Nhưng còn con Thủy, bà má coi nó như con vậy. Rồi hai chị em nó sống với nhau như thế nào đây? Tất cả phụ thuộc vào Thủy ba. Thủy quyết định thế nào thì ba má nên chấp nhận như thế. Trời ơi, má Dương. Dương và má có khỏe không? Thằng cô Tuấn học hành thế nào? Dượng và má vụ này có nuôi tầm tơ không? Hỏi gì mà cấp tập vậy? Má còn biết trả lời câu nào trước câu nào sau. Tại con nhớ má, nhớ Dượng, nhớ quê thôi. Thôi đi, cô mà nhớ cái chi? Đến ngày cha đẻ được Phong Anh Hùng, cô còn quên nữa là. Ai mượn ba anh hùng đúng lúc cà phê vô vụ? Đó là má con trách, chứ không phải là ba đâu nghe. Bây giờ con nó còn bận hơn nữa kia. Chú Bình có việc quan trọng phải xuống thành phố, không biết khi nào mới về. Đã giao cho con Thủy quán xuyến mọi việc của doanh nghiệp đó. Anh Sơn gọi từ dưới quê. Alo. Em Thủy đây. Em khỏe không? Công việc thế nào? Em khỏe. Công việc ngập đầu. Anh có dám bỏ xưởng dệt để lên trên này giúp em một tay không? Anh cũng đang như gà mắc tóc. Xưởng hoạt động cả ngày lẫn đêm cũng không đủ trả lãi vốn vay. Nếu em không thích về hẳn thì ráng tranh thủ về cố vấn giúp anh ít bữa. Anh mà phải nhờ đến em cố vấn, nghe thiệt tức cười. À, má và Dượng em vừa lên đây chơi nè. Không ai bỏ ruộng đồng lúc này để đi chơi đâu. Họ lên xin cưới em cho Thắng đó. Sao lại như thế? Em và anh Thắng có thỏa thuận chi đâu? Anh biết chứ. Nhưng hình như Thắng đã thỏa thuận với người khác rồi thì phải. Cách đây hai bữa, Thắng thuê Thiện đưa Hà lên hòn kẽm đá dừng. Anh Thắng đưa Hà lên hòn kẽm đá dừng? Anh thiệt hay giỡn đó? Em hỏi Thắng thì rõ. Họ cũng đang trên đường lên Bảo Lộc. Thôi nghe anh Sơn. Có Dượng và má đây, con đừng để tâm đến chuyện đó. Không có chi đâu Dượng. Bà nói với cô Phượng là con đi kiểm tra kho cà phê Nhân trước khi chuyển về cảng để giao cho chú chức. Thank you.
Hà ơi, anh đã quên Thủy thiệt rồi. Anh chỉ có mình em trong cuộc đời anh. Hà ơi, anh yêu em. Anh yêu em. Nghe nói chị ra kho, em vội ra theo. Có chuyện chi không em? Em đã yêu anh Thắng. Chẳng biết có phải em mắc lỗi với chị không? Thế còn anh Thắng, anh đã đưa em lên hòn kẽm đá rừng. Chị biết chuyện đó rồi. Vậy là ảnh cũng yêu em. Anh cũng nói vậy. Nhưng trước khi thề thì ảnh lại gọi tên chị. Chắc là ảnh quen miệng đó thôi. Em khỏi lo. Bây giờ em phải tính sao đây chị? Còn tính sao? Em có biết là chuyện đã đưa nhau lên tận hòn kẽm đá rừng để thề câu gừng cay muối mặn là quan trọng thế nào không? Nhưng tụi em chưa thề. Thiệt mà, em thề với chị đó. Đã lâu lắm hai vợ chồng em mới được ngồi với anh Bình đó nghe. Hôm nay em tự cho mình cái quyền đi chợ. Anh Bình không được giành lấy như mọi lần đâu đó. Bữa nay ăn uống không quan trọng đâu cô Yến. Tôi đang sốt ruột chờ nghe cô chú nói về cái thương hiệu Nguyên Hà. Em cũng sững người khi nghe anh nói qua điện thoại. Thiệt tình em cũng cần có thời gian để coi hư thực ra sao. Anh Bình khỏi lo. Anh đã ủy thác thương hiệu Nguyên Hà cho tụi em. Tụi em sẽ có trách nhiệm. Miễn sao cà phê của anh tiêu thụ hết với giá không thấp hơn giá thị trường là được chứ gì. Ủy thác cho cô chú là một chuyện. Còn thương hiệu Nguyên Hà được đăng ký ở nước ngoài, thương quyền thuộc người khác lại là chuyện nghiêm trọng hơn. Bữa nay cha con tôi đến đây để bàn với cô chú cách đòi lại thương hiệu Nguyên Hà. Tôi e không làm nổi việc đó đâu anh Bình. Sao vậy? Chỉ rất có thể nước ngoài cũng có thương hiệu Nguyên Hà. Chủ nhân của nó đăng ký trước mình. Có đưa họ ra tòa thì cũng chắc nhận phần thua. Anh cân nhắc cho kỹ, kẻo mất tiền, mất luôn thương hiệu. Chẳng lẽ tôi chịu bớt trắng cái thương hiệu Nguyên Hà của mình? Thương hiệu chỉ là cái tên, nhưng thực ra cũng là tiền, là tài sản. Anh sẽ không mất thương hiệu Nguyên Hà nếu anh có đủ tiền mua lại nó. Cháu thấy kỳ thiệt đó chú chức. Cô chú làm ăn với ba cháu, được toàn quyền tiêu thụ cà phê Nguyên Hà, lãi suất cả năm cả mấy tỷ đồng. Chưa đủ sao mà chú còn lại tống tiền bằng chính thương hiệu của ba cháu. Mi nói cái gì vậy Nguyên? Cháu không giấu nữa, chính cháu là người đã vô mạng phát hiện ra thương hiệu Nguyên Hà đã đăng ký ở nước ngoài khi không được quyền của ba cháu. Thế thì sao? Chú có trách nhiệm gì ở đây? Trách nhiệm gì thì chú tự biết. Khi chủ thương hiệu Nguyên Hà trên mạng chính là bà Linh Đa Quỳnh, em ruột của chú. Chú cười cái gì? Tôi cười mừng cho anh đó. Nếu đúng là cô ba nhà tôi là chủ thương hiệu Nguyên Hà thì dễ nói chuyện.
khỏi kiện cáo, anh cũng có thể lấy lại được thương hiệu. Anh chuẩn bị tiền đi, tôi sẽ điện qua bển thuyết phục cổ bán lại thương hiệu cho anh. Tôi phải mua lại thương hiệu của chính mình. Theo em thì anh lấy thương hiệu khác cho khỏe, lại không mất tiền anh Bình à. Không được, cái tên Nguyên Hà không chỉ gắn với chất lượng cà phê mà còn gắn với bao tâm huyết, bao tình cảm gia đình của tôi. Đó là tên của hai đứa con tôi, không thể nào lấy tên khác được. Nhưng nếu anh không chịu mua lại mà vẫn sử dụng thương hiệu Nguyên Hà thì anh sẽ bị kiện, sẽ bị phạt với mức phá sản chứ không giỡn đâu. Từ từ rồi tính chứ anh Bình. Anh dùng bia gì để em kêu? Gì cũng được. Má, tha cho con đi mà má. Má em và Dượng đã cất công lên đây, tụi mình không thể lần lựa chuyện riêng tư thêm được nữa. Mọi người thì đang chờ quyết định của tụi mình, còn anh thì im lặng mãi thế sao? Em có nhớ đã mấy lần em khuyên anh đến với người con gái khác không? Nhớ. Và anh đã làm theo lời khuyên đó. Tùy, hãy tha lỗi cho anh. Em còn nhớ khi ngồi lên xe ôm rồi anh còn ngoái lại mà nói với em rằng anh sẽ chờ em, chờ cho đến khi em thành đạt vẫn đi lấy người khác. Tình yêu của anh thiệt lớn, so với em anh nhỏ bé trong mọi chuyện. Anh không xứng đáng với em. Rồi nữa, Hà là một cô gái đáng thương. Cô ấy cần sự cảm thông, sự chia sẻ của anh để tiếp tục sống, chứ chưa nói chi đến tiếp tục học hành. Anh nói cái gì ghê vậy? Em còn nhớ thằng Quý theo Nguyên và Hà lên đây khi tụi mình đến xin việc không? Chính hắn đã cưỡng hiếp Hà. Có thiệt đấy không? Thiệt thử ơi. Hà ngây thơ là thế, trong sáng là thế, thiệt tội cho nó. Hà ơi, Hà, Hà
Cô Phượng nói là con dại thì cái phải mang. Cô ấy xin lỗi tụi mình thay con Hà, vì nó đã xíu vô chuyện của con Thủy và thằng Thắng. Cô có biết em Hà đi đâu không ạ? Cô ơi, con cần gặp em Hà. Con xin cô, em Hà không có lỗi gì đâu. Và cả anh Thắng nữa, họ yêu nhau thiệt lòng và dám nói thiệt lòng. Cô đừng trừng phạt em Hà như vậy, con xin cô. Sao lại trừng phạt con Hà? Chuyện là thế nào hả Thủy? Để trừng phạt và ngăn cấm không cho em Hà yêu anh Thắng, cô Phượng đã đưa em Hà vào nhốt trong kho chứa hàng. Má, Dượng và cả ba nữa, mọi người hãy nói với cô một tiếng đi chứ. Không thể để em Hà như vậy được. Cô Phượng, tội cho cháu. Cô Phượng làm thế, tôi thật là khó nghĩ. Cô Phượng nói mọi người không phải bận tâm, không phải chạnh lòng thương xót con Hà. Ý cô ấy đã quyết thì không thay đổi. Bữa nay Nhân có đủ cả má, Dượng, ba và cô Phượng nữa. Con xin nói thế này, con vừa nói chuyện với anh Thắng, tụi con sẽ mãi mãi chỉ là anh em, chứ không thể thành vợ thành chồng như mọi người mong muốn. Thủy, cô ơi, cô chú đã yêu thương con thì con cũng biết quý Hà như em gái của mình. Em Hà và anh Thắng yêu thương nhau thiệt lòng, cô hãy cho phép họ được đến với nhau. Anh Thới! Dượng! Anh đi đâu vậy? Thủy! Dượng ơi! Thích! Dượng ơi! Nghe con nói đã! Dượng! Dượng ơi! Dượng hãy nghe con nói điều này. Vì con mà Dượng đã phải chịu cực khổ gần suốt một cuộc đời, thậm chí sẽ đổi mạng sống của mình. Vậy mà con chẳng làm được điều chi để báo đáp. Lúc Dượng lâm chung trong bệnh viện, con đã ân hận về tất cả những gì mà con đã gây ra. Con đã nguyện rằng nếu Dượng sống lại thì con sẽ luôn nghe theo lời Dượng, làm theo lời Dượng, kể cả những việc mà con không muốn. Con biết là Dượng lên đây là để xin cưới con cho anh Thắng, nhưng mọi việc đã lỡ cả rồi. Anh Thắng đã trót lỡ yêu thương Hà, con không thể không đồng tình với họ. Thắng! Dượng! Thằng con đốn hèn kia! Dượng ơi! Dượng! Mày sẽ chẳng làm được gì nên trò nên trống. Tao từ cái mặt mày, cái thằng con đốn hèn kia! Dượng ơi! Dượng ơi! Con xin Dượng, Dượng đừng làm như vậy. Từ đây mày đừng bao giờ gọi tao là cha nữa. Tất cả là tại con. Anh Thắng không có lỗi gì đâu. Con xin lỗi ba. Anh xin lỗi Thủy. Dượng thương con, tất nhiên lặng đặng. Dượng thương con lắm Thủy à.
tôi đã điện qua bên bển rồi. Tất nhiên là cô ba nhà tôi đã ra giá để anh có thể mua lại thương hiệu Nguyên Hà. Nhưng coi ra cổ không thiết tha muốn bán. Sao vậy hả chú Chức? Cổ nói là thương hiệu Nguyên Hà đã bước đầu có uy tín trên thị trường cà phê quốc tế, không dễ gì bán đi với giá rẻ. Vậy cô ấy ra giá bao nhiêu để tôi có thể mua lại? Tôi tính như vậy, anh coi có được không? Anh cứ làm người sản xuất cà phê như hiện nay cho khỏi nặng đầu. Còn chuyện kinh doanh tiêu thụ, anh cứ để tôi và cô ba lo. Tụi tôi đảm bảo sẽ không chỉ sử dụng thương hiệu Nguyên Hà mà còn gìn giữ và nâng cao uy tín của nó. Như tôi đã nói với cô chú, cái tên Nguyên Hà đối với gia đình tôi có nhiều ý nghĩa. Nếu không lấy lại nó, cũng giống như vợ chồng tôi mất hai đứa con của mình vậy. Bây giờ cô chú cứ cho biết giá. Dạ, 2 triệu đô thôi anh Bình. 2 triệu đô à? Cô có nói giỡn không vậy cô Yến? Giỡn sao được hả anh Bình? Anh cứ nghĩ cho kỹ. Nếu đồng ý thì điện lại cho vợ chồng tôi, ta bàn các thủ tục ra công chứng. Cô chú đừng nghĩ tôi lạc hậu trong kinh tế thị trường mà bắt chẹt. Phải để cho tôi thở với chứ. Nhân tiện thể cũng xin thông báo là vợ chồng em dừng bao tiêu cà phê. Anh đừng cho chuyển xuống nữa nghe. Sao lại dừng bao tiêu cà phê? Cô có điên không đó? Bao tiêu cà phê càng nhiều thì anh bao gái càng lắm. Tốt hết, nên nghỉ cho khỏe. Nghỉ khỏe thì lấy đâu ra cà phê chuyển qua cho cô ba? Đúng là cái loại đàn bà. Đàn ông gì mà ngu vậy? Mình không bao tiêu thì sao ông Bình có thể bán được cả kho cà phê nhân của ổng? Đó là cách ép ổng tiếp tục làm người sản xuất để mình toàn quyền sử dụng thương hiệu Nguyên Hà. Dốt chi là dốt mà. Chứ không bán lại thương hiệu của ổng cho ổng để lấy 2 triệu đô sao? Không, không bao giờ. Họ đưa ra cái giá để mình không thể nào mua được. Bây giờ chỉ còn đưa nhau ra tòa thôi. Nếu đưa nhau ra tòa để giải quyết tranh chấp thương quyền thì bà chắc chắn nắm phần thua. Vì danh chính ngôn thuận, họ đã đăng ký thương hiệu từ lâu rồi. Có lầu bầu chi thì cũng không thể nào trước ngày bà đăng ký doanh nghiệp được. Nhưng đăng ký doanh nghiệp của bà chỉ có tác dụng nội dung, không có ý nghĩa chi cho nhiều ở tòa án bản quyền quốc tế. Ba đi nghỉ đi, để ngày mai còn về chảnh sớm. Chỉ có ba mới thuyết phục được má tha tội cho em Hà. Con chịu thương hiệu để con lo. Con lo bằng cách gì? Cách làm cho doanh nghiệp Nguyên Hà của họ phá sản. Sao có thể làm cho họ phá sản được? Với toàn bộ vốn hiểu biết về tin học của mình, con đủ sức làm cho họ bể cái hợp đồng thiệt và lừa họ bằng các hợp đồng ảo. Muốn tránh khỏi phá sản thì họ buộc phải dừng kinh doanh bằng thương hiệu Nguyên Hà. Khi đó họ sẽ tìm đến ba, trả lại thương hiệu để lấy cửa làm ăn. Ba không biết gì về tin học, nhưng mà họ cũng phải có những chiếc khóa để bảo mật những gì họ có chứ. Con có thể bẻ cả khóa bảo mật của những cơ quan quan trọng hơn doanh nghiệp của họ gấp nhiều lần. Thế còn sự an toàn của con? Vì làm những việc như vậy, con sẽ bị khép vô tội.
tội làm tin tặc, phải không ba? Không dễ gì con đưa vô tay lực lượng an ninh trên mạng đâu. Không được đâu con. Ba không chấp nhận chuyện mất thương hiệu Nguyên Hà, nhưng mà không phải vì thế ba ơi, con đã lớn, đã được ba má nuôi ăn học đến nơi đến chốn. Bây giờ là lúc con phải tự quyết định làm những gì mà con coi là bổn phận. Như ba nói đó, thương hiệu Nguyên Hà là ba, là má, là tụi con, là cả gia đình mình. Con không cho phép họ chiếm dụng hay kinh doanh điều thiêng liêng đó. Con cứ ngồi làm việc, chú có mấy việc phải ra đổi gấp với con. Có việc gì thưa chú? Ta chức vừa điện thoại cho chú là cần gấp 5.000 tấn cà phê nhân để xuất khẩu. Số lượng quá lớn, trong kho của mình không đủ đáp ứng một phần chú ạ. Chuyện đó thì chú đã biết. Chú muốn hỏi con về phía sau của thương vụ này kia. Vậy ông ta có nói chi với chú về thương hiệu Nguyên Hà không? Có. Hắn nói là chú có trả 5 triệu đô cũng không mua lại được thương hiệu Nguyên Hà. Vậy là anh Nguyên đã ra tay rồi đó chú. Chú nhớ nhắc ảnh cẩn thận. Nó tắt di động suốt. Hiện giờ chú cũng không biết nó đang ở đâu. Con định trả lời tài chức như thế nào? Hoàn toàn có thể thu gom cà phê của các cơ sở sản xuất khác, lợi dụng lúc ổng cần gấp để tăng giá, và cũng là để gián tiếp trợ giúp cho kế hoạch của thằng Nguyên. Chỉ cần gãy ba thương vụ cỡ này là ta chiết đứt vốn. Có ác quá không chú? Chẳng gì thì ổng cũng đã tiêu thụ cà phê cho chú cả chục năm trời. Chú cũng nghĩ nhiều lắm, nhưng xét cho cùng thì thương trường đã vậy, đã thế, một khi hắn cướp trắng trợn thương hiệu Nguyên Hà của mình thì chú đã không còn coi hắn là đối tác nữa. Nói như vậy có nghĩa là chú đã quyết ra đòn để đòi lại thương hiệu. Buộc phải thế thôi con à. Với lại cuộc đấu này sớm kết thúc chừng nào thì thằng Nguyên sớm thoát khỏi vòng nguy hiểm chừng đó. Chẳng giấu gì con, đã mấy lần cô mơ thấy thằng Nguyên trong trại giam. Dạ, tôi Sơn đây. Chuyện nhờ mấy anh tiếp tục tiêu thụ lụa đó mà. Nếu anh có thể găm hàng thì tôi sẽ giảm cho đôi ba giá. Chẳng lẽ bị đát tới mức không bán được mét nào sao? Thôi đành vậy, nếu giúp nhắc được thì nhớ đến tôi liền nghe. Dạ, gần trăm thợ dệt của tôi đang chờ bán lụa để lãnh lương mà. Dạ, cảm ơn anh. Thôi chị về đi, ngồi ám mãi thế này em không nghĩ ra được cái chi cả. Mi nói cái chi? Tao không ám thì đến bao giờ mi mới trả cả gốc lẫn lãi? Nhưng lụa không bán được, tôi lấy đâu ra tiền mà trả cho chị? Chị tưởng tôi muốn làm con nợ lắm hả? Cho chết, ai bảo ngu. Làm xưởng đã thiếu vốn, lại còn sỉ vay tiền cho gái. Tôi cho gái hồi nào? Chị đừng có mày dựng chuyện. Cho gái hay cho cha mẹ gái
thì có khác chi nhau? Để bây giờ ôm đống nợ một mình, có đứa nào nó thương mi không? Nè, hay là tôi quy cả vốn lẫn lãi thành lụa, chị nhận vậy nghe. Mi muốn biến tao từ chủ tiệm gọi đầu ra ngoài chòm hổm bán lụa ở ngoài chợ cho mi chắc. Nếu chị sợ tôi không trả được thì chỉ còn cách siết nợ đó thôi. Khỏi nói nhiều. Khi ông Thới cấp cứu trong thành phố, mi chuyển vô cho con Thủy bao nhiêu? Chị hỏi để làm chi? Suối con nít đặt vè về chuyện này để bôi nhọ tôi chắc. Nếu đặt vè mà đòi được nợ thì tao đâu có ngán chi. Tao gọi điện lên Tây Nguyên cho con Thủy, nó trả tiền cho mi để mi trả cho tao. Nè, chị đừng có mà làm tầm bậy, để tự tôi điện cho cô ấy. Chú Ký đã giao nhận đủ hàng ạ. Cảm ơn em đã giao đúng thời hạn. Nè, không phải đứa nào cũng chuyển cháu thành em được nghe. Con Thủy chứ không phải con Đào đâu. Lỡ miệng chút xíu mà cô. Đúng bà. Chú xin lỗi. Bây giờ cháu xin phép cô chú trở lên Tây Nguyên. Trên đó còn nhiều việc đang đợi cháu. Ông Bình thiệt phúc. Có cháu, ông đỡ nửa gánh công việc. Hay là về thành phố làm việc cho cô? Phải đó. Con gái là phải ở những chốn phồn hoa đô thị, chứ sao lại dùi mình vào trong bụi đất đỏ cao nguyên. Xuống đây làm việc, cô chú sẽ không để cháu thiệt đâu. Thủy cứ suy nghĩ, cô chú sẽ chờ. Cháu đang nghĩ chuyện khác, không biết có nên nói với cô chú hay không. Nếu chuyện có thể nói, cháu cứ nói, đừng ngại. Cô chú nên trả lại thương hiệu Nguyên Hà cho chú Bình. Sớm chừng nào hay chừng đó. Tưởng chuyện gì? Để chú suy nghĩ đã. Còn cháu, cũng đừng quên lời mời của cô chú nha. Vậy cháu xin phép cô chú ạ. Trả lại thương hiệu cho Tây Bình. Khuya mới có chuyện đó. Cô ba hả? Hàng vừa bốc xuống tàu, anh chị còn đang ở ngoài cảng đây. Cái gì? Cô cần 7.000 tấn nữa? Anh chị chẳng đủ sức để chạy hàng cho cô ba đâu. Với lại cũng phải chờ cho cà phê kịp ra hoa kết trái. Đùa đó, anh sẽ dốc vốn thu gom gấp. Thôi nghe, điện ngay cho ông Bình đi. Không, phải ra sân bay, phải đuổi theo con Thủy. Nó mới là người quan trọng trong chuyện này. Chỉ thiếu Hà và anh Thắng ra đón là đầy đủ cả nhà, còn Vinh dự dễ sợ luôn. Còn công chuyện thế nào rồi con? Chuyến đầu tốt đẹp, con đã mang đầy đủ giấy tờ ông chức ký nhận về đây. Sao, con có mệt không? Cũng sơ sơ thôi ba. Đi. Chú đã nhận đủ tiền của chuyến hàng vừa rồi. Cô chú đã chuyển lại thành phần bón cho cà phê theo yêu cầu của con. Trên đường con ra sân bay, ông chức còn đuổi theo đề nghị con thu gom gấp 7.000 tấn. Con nói để ông ấy gọi điện trao đổi trực tiếp với chú. Hắn có gọi, nhưng những chuyện như thế con có thể tự quyết, không cần đến chú. Ông ấy còn chèo kéo con về thành phố làm việc cho ổng. Nhưng đời nào con chịu. Cô chú cảm ơn con. Thế chú trả lời ông chức vụ 7.000 tấn thế nào rồi? Để rồi chú con mình cùng tính. Phải đó, để tôi còn đi tuần rẫy nữa chứ.
Ba đã nhận lời làm việc cho chú Bình cô Phượng ngay sau bữa con đi thành phố rồi đó nghe. Chúc mừng ba đã không còn thất nghiệp. Khao cả nhà chứ ba? Ừ, tất nhiên rồi. Tự tay chú sẽ mổ gà, còn cô thì nấu xôi. Anh Thắng nè, khi nào thì Hà xuống thành phố học tiếp? Cô ấy không được khỏe nên chẳng tính tới chuyện học tiếp nữa. Chết thiệt. Chẳng lẽ mấy tháng trời rồi mà nó không dẹp được chuyện quá khứ qua bên? Chẳng lẽ tính bỏ học ngang xương vậy sao? Thủy nè, Sơn mới điện lên, sắp tới hắn lên đây đó. Ủa, anh đã trút được gánh nợ lãi rồi hay sao mà lên chơi? Đâu dễ chi hết nợ. 50 triệu em gửi về cho hắn chỉ như muối bỏ biển. Lụa dịch ra bán không được, hắn cho thợ nghỉ hết rồi. Anh có nói là lên để làm chi không? Lên để gặp em. Với lại nhân thể dự đám cưới của anh với Hà. Thủy nè, Thủy. Thủy nè, lẽ ra anh phải chờ đến khi em có chốn có nơi rồi mới cưới Hà, nhưng trót lỡ. Thủy, em đừng khóc. Anh cũng đừng nghĩ là em còn tiếc nuối điều chi. Anh biết là em thất vọng vì anh đã không làm được điều gì nên trò nên trống, lại để Hà làm mẹ khi chưa tốt nghiệp ra trường. Thủy, hãy hiểu và bỏ qua cho anh tất cả. Anh phải thề với em là không làm điều chi để cho Hà thiệt thòi thêm nữa. Anh thề nếu em muốn như vậy. Em cũng ráng, ráng chăm lo cho Hà như chăm lo cho chị dâu của mình. Còn chuyện em với Sơn, em tính sao? Em với anh không có chuyện chi và sẽ không bao giờ có chi cả. Anh đừng hỏi em một lần nữa về điều đó. Anh Sơn ơi, em biết là anh đang gặp khó mà chẳng giúp được gì. 50 triệu đồng chẳng thể duy trì hoạt động cho cả một xưởng dệt. Rất thương anh, thương những cô gái dệt lụa quê mình mà em chưa thể làm được gì hơn cho anh, cho họ. Kìa chị Thủy, em ở nhà một mình buồn muốn chết. Em chỉ qua phòng làm việc của chị chơi game thôi. Chị làm việc đi. Chị chỉ vô cất tài liệu chứ không làm việc đâu. Em chơi tiếp tục đi. Vậy chị ngồi vô đây, em chỉ cho chị cái này. Chị cảm ơn Hà. Chị chẳng còn đầu óc đâu mà chơi game nữa. Không phải game, em bày cho chị cách làm các biểu mẫu cho doanh nghiệp theo kiểu mới. Cảm ơn Hà. Chị phải về phòng nghỉ một lát. Chị Thủy, chị giận vì em đã ngồi vô chỗ của chị. Em nói cái gì mà không lọt tai thế? Chị chưa bao giờ nghĩ đó là chỗ của mình. Nhưng qua thái độ của chị, em không còn cách hiểu nào khác. Vậy thì em phải ghi nhớ điều này. Chị đang phải làm rất nhiều việc, thậm chí cả những việc mà lương tâm của chị cắn rứt, để đòi lại thương hiệu Nguyên Hà cho gia đình em. Chỗ đó là của ba Bình em, và sau đó là của em, chứ không phải của ai khác.
Em xin lỗi. Nếu biết lỗi thì em phải nuôi chí để sau khi sanh con tiếp tục học hành. Chị đã biết chuyện rồi sao? Anh Thắng đã nói cho chị hay. Anh Thắng nè, sao anh lại gọi mấy em là gì? Vì má em không để ra anh. Em cũng vậy, em là con ba Khiêm chứ không phải là con của ba anh. Vì thế em mới gọi ba anh là Dượng. Vậy em với anh có phải là anh em ruột không? Không, chỉ là anh em khác cha khác má thôi. Vậy anh với em có chơi trò đám cưới được không? Được chứ, đám cưới thì còn được nữa là cô dám bảo thế. Anh cho bò về phía gốc cây đầu làng đi. Để làm chi, bò còn chưa đầy bụng mà. Không, em muốn về đó cùng tụi thằng Đỏ, con Thắng chơi trò đám cưới. Anh sẽ đóng chú rể, em làm cô dâu. Ừ thì đi. Cô chú vẫn chưa ngủ à? Vô đi con. Con vừa nhận được tin của anh Nguyên. Nó nhắn cái gì? Anh nhắn chúc mừng trận đầu thắng lợi. Rõ ràng là anh Nguyên đã dựng lên thương vụ giả vừa rồi. Nhưng con không hiểu tại sao anh lại biết số điện thoại của con mà nhắn tin. Cách đây mấy bữa Nguyên có liên lạc về, chú có cho số máy của con. Thế anh có nói hiện đang ở đâu không à? Không. Chú không rõ nữa. Con lại cảm thấy dường như anh đang ở rất gần đây thôi cô chú ạ. Vì anh còn nhắn bữa nay con rất dễ thương trong bộ đồ vest. Thúy nè, không phải cô chú không tin con, nhưng tất cả vì sự an toàn của thằng Nguyên. Hiện giờ nó đang ở... Con hiểu chứ à? Chú không cần phải nói ra chỗ anh Nguyên đang ẩn náu đâu. Cô chú mang ơn con nhiều lắm lần, nhất là trong chuyện thằng Thắng với con Hà. Thế hợp đồng 7.000 tấn của ông chức chú tính sao à? Súng đã nổ, không thể rút nửa chừng được con à. Không còn cách nào khác sao chú? Con có tấm lòng thật nhân hậu. Trước khi con vô đây, cô chú cũng đang nghĩ căng hung về chuyện đó. Thiệt chẳng sướng ít gì khi người khác bạc vận vì bàn tay phá hoại của mình. Ước gì tay chức sớm nghĩ lại mà trả lại thương hiệu cho cô chú, để hắn đỡ phần thua thiệt vì những hợp đồng ảo của thằng Nguyên. Tôi ra nằm vùng ngoài miền Trung. Ở trong này, anh mà tìm gái để bao là không yên với tôi đâu đó. Anh đang lo đại sự, em để mắt làm chi đến ba cái vụ lẻ tẻ đó. Lẻ tẻ cái gì? Nếu hồi đó tôi mà không làm căng thì bây giờ mạng lưới kinh doanh cà phê giải khát ở miền Trung đã rơi vô tay con Đào là cái chắc. Thôi mà, anh muốn hỏi em một chuyện. Có nên chấp nhận chuyển toàn bộ tiền cho tay Bình trước khi nhận hàng không? Suy cho cùng thì ổng cũng là người thật thà chất phác. Nếu không có vụ anh cướp thương hiệu Nguyên Hà thì khỏi cần cảnh giác với ổng làm gì. Anh cũng nghĩ vậy, nhưng để lấy đủ hàng theo yêu cầu của cô ba, mình gần như sạch vốn. Vậy anh điện cho ông Bình đề nghị ổng cho mình được trả sao? Trước kia thì được, nhưng sau vụ thương hiệu ông cảnh giác nắm đằng chui,
mình không chuyển đủ tiền, ông không cho hàng xuống cảng. Hay là ăn non trước cho khỏe. Ăn non là sao? Bán lại thương hiệu của ổng cho ổng, rồi mình chuyển qua kinh doanh, lấy thị trường tiêu thụ nội địa làm trọng. Không có chuyện ăn non kiểu đó. Ráng qua vụ này, anh sẽ lo gầy dựng mối cung cấp cà phê khác, sẽ làm ăn theo kiểu hàng trước tiền sau, cho tay Bình đo dáng luôn. Hắn mà phá sản, biết đâu mình chẳng được luôn con Thủy. Anh không thể ở đây lâu, vì mẹ đang kết nối. Trời ơi, mới có mấy tháng lẩn tránh mà anh như trở thành người khác. Anh ăn uống ra sao, có khỏe không? Anh vẫn khỏe. Với lại chuyện đó không quan trọng vô lúc này. Anh gặp em để trao đổi, để phối hợp cho ngon lành. Em làm có chỗ nào đó không ổn hả anh Nguyên? Vấn đề lại ở chỗ em làm mọi việc ổn quá, trôi chảy quá, khiến tay chức nghi ngờ. Em đừng mở máy nghe tất cả những lần hắn gọi, đừng đồng ý ngay tất cả những điều hắn yêu cầu. Hãy co kéo những điều trong thỏa thuận, như vậy hắn sẽ tin hơn, sẽ kích được máu tham trong con người của hắn. Còn một chuyện nữa, trong thương vụ 7.000 tấn sắp tới, em bàn với ba anh cho hắn chịu vốn một phần. Nhưng đây là thương vụ ảo, cho ổng chịu để rồi mình mất phần vốn đó sao? Buộc hắn ký vào sổ nợ thì làm sao có thể mất. Sau này sẽ khấu trừ vô khoản mình trả để lấy lại thương hiệu. Mà cứ cho là mình mất đi, mất một khoản nhỏ để lấy lại cái lớn hơn nhiều. Em không phải suy nghĩ nhiều. Có phải anh đang bày cho em những thủ đoạn trong thương trường? Vậy mà từ trước tới nay em cứ nghĩ rằng ngoài tin học ra thì anh chẳng biết cái chi hết. Mới vài tháng trước đây thôi, anh vẫn cho mình là một tin tặc đặc biệt, một tin tặc vô hại với bất cứ ai. Nhưng tay chức đã làm một việc mà với anh là một sự thách thức. Hắn đã buộc anh phải dùng đến kiến thức tin học của mình để đáp trả, để đòi lại thương hiệu Nguyên Hà cho ba má. Đó là những con số mà ông chức sẽ mất. Chẳng hiểu sao em cảm thấy mình mắc tội trong chuyện này. Em có quyền không tham gia. Nếu em đứng ngoài cuộc, anh chỉ xin em đừng vì thương xót hắn mà đẩy anh vô tù. Sao anh có thể nói như vậy? Em hiểu thương hiệu Nguyên Hà cũng là anh, là Hà và là anh Thắng, những người mà em quý mến, thương yêu. Nguyên Hà cũng là cô, là chú, là những người mà suốt đời em mang ơn. Anh hiểu, vì Nguyên Hà mà em đã làm được nhiều việc lớn, mà cả anh, cả Hà, thậm chí cả ba Bình anh nữa cũng không làm được. Cảm ơn em.
Có lẽ đêm nay bác Thới cũng không về. Con xin phép để má còn nghỉ kẻ mệt. Có chờ đến khuya lơ khuya lắc như thế này thì Sơn mới tin. Từ bữa biết chuyện bác Khiêm nhường cô Trang cho đồng đội, ông luôn tìm mọi cách để xa lánh tôi. Thế còn má? Má có định lên Tây Nguyên dự đám cưới của Thắng với Hà không? Thật lòng tôi cũng muốn đi. Tôi coi thằng Thắng như con. Còn chuyện nói với con Thủy lỡ làm, đó cũng chỉ là do cái số. Thế anh có đi không? Con nhất định phải đi. Con biết rằng Thủy sẽ chẳng chê con bây giờ hai bàn tay trắng. Đây là cơ hội duy nhất để có thể Thủy chấp nhận con, để con có thể kéo Thủy về quê, đưa Thủy về cho má. Tôi cũng mong được như thế. Thôi anh về nghỉ đi, tôi có công chuyện phải đi. Đã khuya rồi, má còn định làm gì nữa à? Chuyện này Sơn không giúp được đâu. Ủa, khuya rồi em ra đây làm chi? Định làm cái chi vậy? Anh nghe cho rõ rồi định liệu. Chuyện con Thủy với thằng Thắng không thành, chuyện ông trưởng hàng học bêu rếu vì không được anh Khiêm làm xua gia của tộc. Nói cho cùng, đó chỉ là những chuyện nhỏ. Cái quan trọng là tôi với anh sẽ sống với nhau những tháng ngày còn lại như thế nào kìa. Tôi thương em lắm chứ bộ. Nhớ lại những cảnh trước kia, khi em vô làng ở hẳn với tôi, tụi mình ra bờ sông Thu Bồn thề rằng sẽ thương nhau suốt đời. Nếu không có chuyện còn sống trở về của Khiêm, nếu hắn không nhường cô Trang cho người đồng ngủ với mình, thì tôi với em chẳng có chi để phiền lòng nhau. Em có biết tại sao tôi lại xa lánh em không? Vì mỗi lần nằm xuống cạnh em là tôi lại nghĩ đến Khiêm. Anh nghe em nói đi. Một khi anh Khiêm đã quyết định điều gì, có nghĩa là không bao giờ thay đổi. Dù anh có vứt bỏ em chết khô trong đơn chiếc, thì anh cũng không bao giờ quay lại. Vì vậy, em ra đây để làm một việc cần phải làm. Anh ngửi thấy mùi dầu tây chứ? Trời ơi, em định... Em đốt cái nhà này, dầu tay em đã tưới quanh nhà rồi. Em không được làm thế. Em đốt cái nhà này để dứt dạc với anh Khiêm. Đốt nó đi, để anh không còn chốn nương náu mà quay về với vợ với con. Nga! Nga! Đừng mà! Đừng mà em! Đi! Nga! Nga! Đừng mà! Đi đi em!
Thiên ơi, thật xót xa khi phải đốt đi cái mái nhà nghèo mà dưới nó em với anh đã từng chung sống, đã có với nhau một đứa con. Hoàn cảnh trớ trêu đã buộc tụi mình chia xa, dù trong lòng còn thương nhau như gừng cay muối mặn. Em phải đốt ngôi nhà này như đốt đi mối tình gian dở của tụi mình, để có thể trọn vẹn bên anh Thơ những tháng ngày ngắn ngủi còn lại của đời em. Anh Thiên, xin hẹn anh kiếp ra. Kìa. Sau khi đốt ngôi nhà ngoài bãi, Ngà đổ bệnh. Thới lấy cớ phải ở lại quê chăm sóc vợ để thoái thác việc có mặt trong đám cưới của Thắng và Hà. Chỉ có Sơn là lên Bảo Lộc, anh gặp lại Thủy và ngỏ lời cầu hôn với cô. Trong lúc thất vọng vì mãi mãi Thắng chỉ còn lại như một người anh trai, Thủy đã xiêu lòng trước lời thỉnh cầu của Sơn. Nhưng một sự biến đã ngăn cô lại. Nguyên bị lực lượng an ninh bắt vì tội sử dụng kiến thức tin học để phá hoại một doanh nghiệp cũng mang tên Nguyên Hà của chức. Không chấp nhận là người thua cuộc, Bình đã giao toàn bộ mọi hoạt động của doanh nghiệp Nguyên Hà cho Thủy. Còn ông lao vào cuộc đấu hao của mất thời gian, hòng đòi lại thương hiệu Nguyên Hà của mình. Thủy đành gác lại chuyện riêng tư để gánh vác công việc thay cho Bình. Lại nói về Đào, sau quãng đời cay đắng của phần gái bao, Đào đã được Hội đồng Hương người quản bố trí công việc. Cô đã bắt đầu lại cuộc sống mới của mình. Đó là câu chuyện về những con người có thật xảy ra vào năm 2000 và trước đó. Tôi không biết Thủy và những nhân vật còn lại trong phim hiện đang ở đâu, điều gì đã, đang và sẽ xảy ra với họ. Quyền suy đoán về phần đời tiếp theo của Thủy và những người còn lại thuộc về khán giả. Tôi chỉ xin mạo muội đưa ra giả thiết của riêng mình, kèm theo lời xin lỗi đến Thủy và những người đã góp một phần đời có thật của mình thành phim. Chị Thủy! Tuấn! Em về khi nào vậy? Em đi ngang qua nhà thờ tộc, nghe ông chữ nói là chị chuyển phần mộ của bác Khiêm từ Tây Nguyên về, nên em liền ra đây, chưa về nhà. Cô Trang cũng cùng đưa ba chị về đây, nhưng cô ấy đi rồi. Anh Thắng và chị Hà không về hả chị? Họ vừa có đứa con thứ hai, về sao được? Thế còn doanh nghiệp Nguyên Hà chìm nổi ra sao hả chị? Doanh nghiệp trong tay của chị thì chỉ có nổi, chứ sao có chìm. Chị hơi bị kêu phải không? Đùa đó. Kết cuộc thì chú Bình cũng đã đòi lại được thương hiệu Nguyên Hà máu thịt của mình. Còn anh Nguyên đã ra tù được 2 năm, nhưng ở lại thành phố, quyết theo đuổi tin học cho kịp thời đại. Anh vừa cho ra đời một dịch vụ có 102. Dịch vụ chi thế chị? Anh Nguyên mở dịch vụ cứu hộ tin học. Tất cả những ai lầm đường lạc lối trên mạng đều có thể trở về địa chỉ của ảnh để làm lại từ đầu. Chị anh lớn đó nghe, đúng là con trai gấp quản. Sao chị không lấy trớt ảnh cho rồi? Định nó quá đến già hay sao? Chuyện vợ chồng đâu lấy trớt cho được. Em có nhớ chị Đào không? Có lần chị Đào đã nói rằng lấy người mình không yêu thì chẳng khác gì ôm búp bê bự vậy. Thế má thì sao? Được cái hai người thương, ai cũng né, cũng nhường. Chị đến khi chết đi mới đoàn tụ tay ba thế này. Nè, không muốn được phù hộ tốt nghiệp đại học hay sao mà nói xấu người nằm dưới mộ? Không phù hộ thì làm sao có được mảnh giấy chứng nhận này? Chị coi đi, tốt nghiệp đại học nông nghiệp loại U đó nghe. Có định xin em về làm việc cho Nguyên Hà thì đăng ký trước, em sẽ xét ưu tiên cho chị. Chị cũng muốn em về làm việc với chị, nhưng không phải cho Nguyên Hà. Chị định độc lập tác chiến? Phải. Chú Bình, cô Phượng biết ý định của chị, đã đồng ý và cho chị đủ lưng vốn để khởi đầu. Hấp dẫn đó, nói cụ thể em nghe coi. Chị sẽ thực hiện ước mơ trước khi bỏ quê ra đi, quay trở lại với Dâu Tầm. Chị định đi theo vết xe lật của anh Sơn.
Xe người khác lật, xe mình không lật mấy tay, cả cái làng mình sẽ trở thành xưởng dệt lụa Vân Thủ Công, sẽ trở thành chợ quê bán lụa cho du khách. Nếu em đồng ý thì chị sẽ chỉ giao cho em một việc. Việc chi? Chị nói đi. Chị cần những giống tầm nhã tơ đủ màu, để khi lụa dệt xong không cần phải qua công đoạn nhuộm. Hả? Việc của chị còn khó hơn cả bay lên sao Hỏa nữa. Tất nhiên là vô cùng khó, nhưng em không làm việc một mình. Chị đã có trong tay bản ghi nhớ với một viện khoa học nông nghiệp. Chị Thủy, Ai Nhi Anh Sơn đang ngồi đằng kia kìa. Ông đang nghiên cứu giống dâu năng suất cao đó chị. Người như ảnh sẽ không chịu buông tay khi thất bại. Về quê được lâu không? Em về hẳn, về với quê mình. Quê mình còn chi nữa đâu. Em nhớ mãi lời Dưỡng Thới nói thuở nào, rằng chẳng đâu bằng quê mình, chỉ có quê hương mới là chốn nương thân tốt nhất. Anh cũng có một con, có thể em nhớ mà không nói ra vì sợ anh buồn. Câu gì vậy anh? Rằng cả anh và Thắng chỉ đáng làm người giúp việc cho em thôi. Nếu vì em mà cuộc đời anh không nên nổ, thì có lẽ em phải từ bỏ ý định về quê thôi. Đừng thế Thủy. Cái quê hương của em có anh trong đó. Anh như một nét buồn của chiều trên bến sông. Vậy em là gì trong cái quê hương của anh? Em như một nét vui, vui như chồi dâu, như kén tầm tấm lụa. Cả buồn vui góp lại thành quê. Quê của tụi mình sao thương quá vậy.